mến, hôm nay thì mình cùng nhau trở lại xem cái chiếc ghe tàu lai dắt này ha, chiếc tàu kéo này nè, hôm bữa đặt máy với lại hai cái hộp số. Máy thì động cơ Cummins K19. Hôm nay không biết mấy anh mình hàng taxi tới đâu ha, mình cùng nhau vô mình xem cái mấy anh mình làm hàng taxi gần xong chưa ha. Đây, như mình thấy ở dưới đây là có cái máy đang phát điện nè, cái máy đỏ đỏ này là mấy anh mình đang phát điện để mà hàng ở trên ha. Đây cái con máy này, đây bây giờ là báo quên điện nè, báo là 400 quên luôn nè, đấy rất là cao điện luôn. Máy này không biết đòi máy gì thì nóng rành ha. Đây anh em mình đang hàng bằng cái máy này, máy phát. Rồi mình cùng nhau đi lên trên tàu ha bạn, đi lên tàu mình xem mấy anh mình hàng ở trong khoang máy hơn. Thôi hôm bữa thì anh chở ra mấy miếng sắt lớn luôn mà hàng cắt ráp từ từ mà còn có nhiêu đây này. Đấy hiện tại giờ là theo như mình đoán chắc là anh ráp xong rồi, đang hàng trong ha. Cùng nhau đi lên tàu các bạn. Rồi trên đó có các bạn hút hút ra mấy đang hàng khối rất là nhiều. Đây, như khu ngoài sổ lái bạn thấy đó là cái phần xác xi cũ mà anh xả ra bỏ ha. Đây đóng chân như này, cái phần này là phần chân hộp số đầu trâu này, đấy sắt dày dày không rồi sắt xả ra bỏ luôn. Cái phần này là cái phần cái nắp đậy rồi đó, bên đó cũng vậy luôn, đó là toàn là sắt xi xả ra không đó. Rồi hàng lại hới mới hết luôn. Đây quá là cao luôn này. Vô coi nè, wow quá trời đồ luôn, đồ để chặt luôn. Đây trước mắt mình thì mình thấy mấy anh làm rất là khẩn trương nè, đây quá trời mấy hàng luôn. Đây wow, thở hai thả hai miếng băng này, nhưng mà quá là dài luôn, dài lên tới đầu nước luôn. Đây một bên, bên kia hai bên hai cái hàng một lượt luôn. Đây thì đây hàng khối cho nên mấy anh trang bị mấy cái quạt hút á, mấy quạt hút này nó chạy nó hơi ồn, các bạn xem thông cảm ha. Đây giờ mấy anh này đang đi lấy cái lấy mực để mà cắt sắt nè, cắt sắt thêm hả anh trai, cắt sắt thêm nữa hả, quá trời luôn. Cái chân cao quá trời cao luôn ha. Tại vì bên đó một anh đang cắt, một người đang hàng này. Đây vừa cắt vừa hàng làm tá lả được luôn này. Rất là khẩn trương luôn. Đây các bạn thấy nè, thả hai miếng băng nè. Hai băng cao như bức tường luôn này. Đấy. Con mà hai miếng mà thả cao như vậy ha. Cho anh thợ ngồi mà các bạn thấy nè. Rất là tấm gọn vô trong luôn này. Đấy. Quá trời bức tường này. Khủng khiếp luôn, rất là cao. Đây con máy nằm gọn luôn, nằm gọn bên trong rồi. Thế mà sao có một anh đang hàng ngoài phía sau nữa này, đây quá trời luôn. Thả hai cái băng dọc dài ghê không. Ráp vô rồi, ráp vô đó rồi, bây giờ có đói rồi. Quá dữ. Đây.
bên đây là đang ráp chưa xong luôn. Đấy, chạy đứng rồi, quá gì rồi. Đây, hàng ngay chổi cái giò này, quá là sườn luôn. Thì ráp chưa đủ, ráp chưa đủ các bạn, còn quá còn trống rồi. Đây, hiện giờ trưa mấy anh thợ nghỉ trưa ăn cơm trưa ha. Đấy, vừa tắt cái quạt, tắt quạt hút cho nên nó giảm được cái độ ồn rồi. Đây, mình đang đứng ở góc bên mạng trái, ở sau nhìn là trước nhìn ra phía sau này mới thấy được cảnh hai con máy ha. Đây, như vậy thì nhìn mấy anh xem dễ hình chung hơn. Đấy, hai cái băng dọc này, hai băng dọc dài từ trước ra tới sau luôn rồi. Đấy, bạn thấy đấy. Rồi, hàng hộp này. Đấy, thả hai miếng dọc xong rồi thả mấy cái miếng đứng á. Miếng đứng còn toàn 12 ly này. Đấy, như các bạn thấy này. Bây giờ còn trống cái lỗ này, anh đang lấy mực để mà giá lại, ráp lại cho đúng cái phần bên kia luôn. Miếng toàn 12 ly mà dài trước rồi tới sau này. Rồi còn hàng chân ke xuống nữa, phần này ráp chưa xong nè. Mới ráp bên kia, còn bên đây đang ráp nè. Con máy nằm gọn luôn. Đấy. Đây. Ráp miếng đứng xong rồi, còn phải ráp chân xéo này nữa nè. Đấy, cái chân xéo bạn thấy không? Hàng lại thấy còn rất là lâu ha. Thì chứ hàng còn lâu lắm rồi. Đấy, khi mình hàng cái phần hai cái băng xong rồi còn cái canh mấy cái bơm nước nữa ha. Bơm nước rồi lái thủy lực tùm lum ha. Canh gieo ro, canh bơm nước lại cho ngay. Đấy. Rồi phải lót sàn rồi lại nữa. Còn lâu. Đây, những cái chi tiết này theo như mình thấy thì mình biết chú chủ rất là kỹ. Đấy. Cái chân máy mà chú chơi sắt này, sắt này sắt phải trên 30 ly luôn ha. Đấy, cái đế này cũng vậy luôn. Đấy. À, bạn thấy kinh khủng không? Sắt dày 30 ly không? Bù lon thì bù lon rin luôn, bù lon rin 24 ly này. Đấy, là que. Đấy, chân này bắt 4 con bự ha. Chân sau cũng vậy luôn. Đấy. Đấy, bắt phần đầu trâu này. Đấy, hai chân bạn thấy nha. Hàng sắt vĩ đại. Cái ke thì dòng không cần thiết rồi. Bù lon cũng 4 con 24 ly luôn. Đấy. Phần sau cũng vậy luôn. Hộp số thì có lỗ sẵn rồi, phải theo ha. Đấy. Một cái máy với cái hộp số treo ba quả lan này, một bên ha. Trời ơi, quá trời. Cái máy này phải tầm trên giá 2 tấn. Trên 2 tấn. Còn bên đây cũng vậy luôn. Bù lon cũng bù lon lớn luôn. Nó cũng treo ba quả lan luôn. Đây. Cái này chạy thử chắc đã lắm đây. Phần này nó có sao mà thấy độn này. Đây. Đó. Bên kia không biết có không đây. Bên đây không thấy. Bên đây thì bằng luôn. Không có độn ha. Không biết sao bên đây có độn ha. Đây, như bên đây bạn thấy độn này. Đấy. Độn miếng này khoảng 12 một phần mấy à. Khoảng 12 ly á. Giờ thì tới giờ trưa, thợ nghỉ trưa cho nên nghỉ trống ha. Nãy mình mới xuống là còn làm ha. Còn đây là toàn cảnh quan ở dưới con máy này mấy anh mình đang làm ha. Hiện tại giờ còn ống nước nữa nè. Ống nước rồi sàn đế rồi còn rất là ngổn ngang luôn. Tại vì đang hàng gác xi á. Cho nên mấy mình chưa làm tới khâu này. Hàng xong cái phần gác xi để mà đi đường nước được loại ha. Cánh bơm nước rồi mới hoàn thiện, mới chạy thử được.